cầm bằng giữa, bằng đấy nhá, cầm bằng giữa. Rơi xuống rồi. Từ từ nó mát rồi, quát này. Nhóm bếp được nhỉ? Được anh, để tôi nhé. Nọc, 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 tay. Đây nè, đây nè. Tay em sát này.
bao giờ nắng mới được sơn. Anh bẻ cái này ra. Nên anh cầm tay bẻ. Thank you.
được chưa? Cho nó ấy trước đi. Cho anh cái kem chống que cho con ấy. Hôm qua em mời. Chín chưa? Chín rồi, một tí nữa. Thì là thường xuyên con cho nó sáng nhé. Và khe kìa. Ươm, da nó dày lắm. Ui cháy. Wow. Cậy ra cái đầu, cậy nó ra. Cậy nó ra. Đây. Mua sạch cơ. Bè nó đi tận đây luôn ạ. Cắt sai mà cứ bảo sao cắt được. Xem dài. Xem tiếp. Còn đó à? Đó.
Con này nó ngon. Chín tới. Nguyên cả tàng. Ăn hết cả tàng đấy là ngày mai luôn đấy. Mình chấm không? Chấm vào này. Chấm nhiều nước quá. Em thấy mình ướp vừa rồi, không cần chấm nữa được. Ngon, gà ngon. Giòn. Úi, gà ngon. Con này là con gà từ đứa đầu tiên rồi, đúng không? Dạ. Cái giờ thì nuôi mấy trăm con này. Ừ đấy. Tháng 3, tháng 4 năm ngoái. Hơn một năm trời. Sắp được 2 năm đến nơi. Đấy. Ngon đấy.